Thân kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nhà đất Trần Minh Kha Official. Thì hôm nay Kha sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà ngụ tại ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Trong một khu dân cư rất là đầy ấp, và đây là một căn nhà có lối đi chung nha mọi người. Sổ không có hiện kỳ đường nhưng mà lối đi chung, thì mọi người có thể là đi một cách rất là vô tư thoải mái mà không bị vướng mắc bất kỳ vấn đề nào. Một căn nhà cũng khá là xinh xắn và giá tiền phù hợp cho các anh chị công nhân làm xí nghiệp. Có cách con đường nhựa tầm khoảng 30 mét. Đây là căn nhà muốn giới thiệu cho mọi người đây. Thì phía trước căn nhà này là 9 mét. Nhà thì khá là đẹp nha, có sân phía trước luôn, 9 mét. Thì cột cũng đã đổ rồi, cột đã đổ và cũng có tô phía trong thì chưa tô nha. Đó, rất là đặc biệt khi bán chỉ có 420 nhưng mà 420 thì mọi người ai phù hợp tài chính thì mua, chứ đừng nói là đối đi chung hay là đường xe hơi này đòi hỏi đủ thứ các kiểu nha. Thì phù hợp mua để ở thì cứ mua thôi, bởi vì ta bán chỉ có 420 thôi mà. Cũng có một phòng nha mọi người, phòng rất là chắc chắn luôn, tôn thì cũng rất là mới. Một căn nhà như thế này cũng rất là chắc chắn rồi, cũng là mơ ước không biết bao nhiêu người. Đây, giờ chỉ dọn vô ở liền thôi, nhà rất là sạch sẽ luôn. Phía sau cũng có một không gian riêng nè, nhưng mình để tủ lạnh, bếp núc, nhà bếp nè, rất là rộng rãi luôn. Thì phía sau nữa là cũng có một nhà tắm nè, nhà tắm bồn cầu rất là kiên cố. Đây, rất kiên cố, ấp rạch luôn nè. Đây là sàn nước, đủ tiện nghi hết luôn nè. Nói chung 4-5-2 nhưng mà đủ để thích hợp mình sinh hoạt. Đó, phía sau thì bên hông thì cũng còn một cái sảnh nữa. Đây nè, cái sảnh nữa. Phía trước 9 mét nhưng mà phía sau nó 6 mét nha mọi người. 6 mét nè, đây nè. Nhưng mà căn nhà thì người ta cắt thì vuông vức, căn nhà người ta cắt là đầu 6, đuôi 6, còn dư một phần bên hông nè. Đó, chiều dài là 20 mét, 20 mét chiều dài. Tổng diện tích của nó là 137 mét vuông nha mọi người. Thì nó đã 125 mét hữu cơ luôn rồi, gần full lớp sành hữu cơ luôn nha mọi người. 95% hữu cơ rồi. Chúc ai hết tiền mua nhà này thì khỏi phải bàn rồi. Cứ ở đi, khi nào mà có kinh tế khá hơn thì có thể mình mua lại nhà khác. Đó, nhà vậy là ở rất là ngon lành luôn, 4-5 người gì ở cũng được. Cửa nè, mọi thứ các kiểu đều là còn mới, mới chưa xét luôn nha, đó, còn mới luôn, chắc chắn. Vậy đã ở được rồi thì có kinh tế nữa thì tô lên xíu cho nó đẹp đẹp, không về ở cũng được. Thì ở vị trí này mà mọi người di chuyển đến trung tâm thị trấn Bến Cầu thì mất chỉ tầm khoảng 2 km thôi, rất là gần luôn, 2 km là tới vòng xoay luôn. Cửa nè, nói chung là ok nha mọi người, 420 ok luôn, ở là ngon lành luôn. Đó, sân phía trước nè, có sân phía trước luôn. Thì cái hướng này là cái hướng đi chung nhưng mà không sao nha, có bên hông còn cái sẵn nè. Căn nhà mình là 6 mét á, trước 6 đuôi 6. Rồi, số tiền 420 triệu, ai yêu thích căn nhà này, 420 không xây không đủ nhà này nữa. Ai yêu thích căn nhà này gọi nhanh thôi cho Kha theo số điện thoại 0795 408 324, và đừng quên like đăng ký nha mọi người. Một xuất phát để Kha sưu tầm những mảnh đất, những căn nhà thật là rẻ để gửi đến cho mọi người tham khảo và sở hữu đó. Xin chào tất cả mọi người.